Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Và như mọi người thấy thì tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, nên là mong mọi người trước khi vào xem video này thì mọi người hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh, và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo từ những video sau nhé. Và hôm nay thì mình sẽ làm với cái PV với cái combo trái băng nhá, ICE kết hợp với cái vũ khí đó là gậy trọng lực Gravity Can. Rồi, vào đây tham chiến với bạn voi. Bạn voi này anh em ạ. Và mấy cái bạn khác nữa dùng trái portal nữa kìa. Cũng rất là căng thẳng. Anh em lâu lâu rồi mới dùng trái này đấy. Trái này thì Ken rất là khó, nên là anh em phải tiếp cận được thì mới chiến được anh em ạ. Đặc biệt là con voi này đã trâu rồi lại còn hóa voi kia, thế kia thì đỡ làm sao được. Xong thằng này xong. Này thì portal này, portal là toàn nguyễn này, với lượng bounty rất là cao. Nói chung là trái băng này mà khống chế được ý, thì là hạ được rất là dễ. Ok, V4 rồi này, V4 rồi, con voi nó cũng V4 rồi mọi người ạ. Con voi nó cũng đã V4 rồi, đã đang tập thiên thần V4. Nên mình khi tiến gần nó có một cái loại kiểu như là ảo ảnh mờ mịt. Cũng như kiểu là khi mà các bạn gần tộc quỷ V4 cũng vậy, là cũng sẽ có một cái lượn bóng tối. Thiên thần thì gọi là ánh sáng mờ mờ. Đấy. Con voi này nó dùng cả huyết quỷ thuật anh em ạ. Khi nó hóa người nó sẽ dùng huyết quỷ thuật, nó rét vào mặt mình để nó hút lấy lượng máu nhất định. Nhưng mà kệ nó thôi. Kệ nó thôi anh em ạ. Vừa đánh vừa gọi là tìm cơ hội để tiếp cận nó, để dùng trái băng khống chế nó. Xong nó lại lên bảng điểm số thôi. Đấy, lượng bounty khá là cao. Nốt nét cái gì kìa. Đọc không kịp. Thôi kệ bà nó đi. Kệ nó đi anh em ạ. Tại phải đổi server anh em. Đổi server thì ra đây tự gặp với thanh niên đánh nhau đây này anh em. Có cả băng cả mochi. Úi giời, double kill luôn anh em ạ. KS luôn, triple kill luôn anh em ạ. Quá là vãi nái luôn đấy. Quá là vãi nái luôn. Đấy, dùng trái băng đấy. Cơ hội của chúng ta cái khi kiểu như là chúng ta KS được ấy. Đây là qua đã kill đấy. 4 thằng, 4 mạng anh em ạ. Úi giời. Mấy thằng nó cay rồi đấy. Mấy thằng nó cay, nó đi ra đây rồi đấy. Mấy thằng nó bắt đầu cay rồi. Cay thì sao chứ. Cay thì sao. Cay thì... Úi dồi, vẫn chạy được kìa. Chạy được kìa. Vãi, chạy đi đâu. Nó chạy khá là nhanh anh em ạ. Ta căn bản là đông người quá. Mochi này vẫn chạy được. Không đủ đam để giết. Nãy ra KS được 4 mạng. Quá là kinh khủng anh em ạ. Rất là buồn. KS được 4 mạng này. Thế nhiên là lại cứ chạy đi đâu đây. Con mochi lợn này. Xong rồi. Lên bảng điểm số. Đấy. Còn lại phải đổi server anh em ạ. Lại phải đổi. À đây rồi. Gặp thanh niên này. Úi dồi ôi, thanh niên này nó dùng trước anh em ạ. Nó dùng băng trước mình. Băng này. Xong rồi anh em ạ. Đấy. Chứ hết combo. Úi dồi, gặp thằng bạn nó ra nó chém luôn. Ai huyết kỹ thuật ạ. Huyết kỹ thuật kìa. Ai xài. Là cấu một lượng máu khá là lớn của mình. Ai da, cũng khá là kinh đấy anh em ạ. Khá là kinh đấy. Nhưng mà dính trưởng rồi. Sao nó trâu thế nhỉ. Bùa. Anh em ơi, bùa nhưng không có đuôi. Chứng tỏ nó không phải tộc cá. Vậy là nó tộc gì đây. Lên bằng điểm số. Lượng bounty khá là cao. Hơn 8 triệu bounty. Đây rồi, nó lại đây rồi. Nó ăn tộc gì đây. Trời ơi, chạy đi đâu em. Làm sao mà chạy được với anh. Hai thằng bùa cơ anh em ạ. Không phải đơn giản đâu. Gọi mấy bạn mà bounty thấp, nên là mấy bạn dùng bùa để đi săn bounty khá là ổn đấy. Không phải đơn giản đâu. Khá là ổn đấy. Rồi đây à. Chúng nó ở đằng kia. Nói chung là trước sau đều có cả. Chúng ta sẽ lựa chọn sân trước. Băng và Buha này. Một thằng Buha đã lên bảng điểm số. Còn băng thì sao. Băng thì sao. Cũng lên bảng điểm số nốt anh em ạ. Double kill. Thằng Mochi.
Mochi nó ra đây nó định làm gì đấy? Nó định làm gì đấy? À quay quay tay à, thằng Mochi nó quay tay. Này quay tay này thì quay tay này còn ít máu thôi nhưng mà không sao cả. Còn ít máu thôi nhưng không sao cả. Nó lại phải ui giời. Tí nữa thì bốc phét được rồi anh em ạ. Am này thì am chiêu giữ chiêu với anh này. Mình định giữ chiêu à? Dượt nó chứ anh em, phải dượt nó để xem nó như thế nào. Dượt này. Mày này, ui giời ơi. À là một thằng bạn lên bảng đánh số thôi. Thằng bạn nhận thấy 33 rồi. 33 rồi anh em ạ. Mày dính rồi, xong rồi em ơi, lên rồi em ơi. Bạn này bao tí thấp quá. Bạn này bao tí thấp quá anh em. Đâu rồi? Nó ra sân sau kìa. À, mấy thằng nó dậy ra sân sau nó. Ra sân sau này. Xong con ong này. Con ong hay múa này. Làm sao mà múa được nữa. Đây rồi. Một thằng kia nó bị thằng kia nó hấp diêm rồi. Hấp diêm rồi. Dính rồi. Đóng băng nó kịp lúc. Ui ôi. Thằng này nó dùng gọi là món heo nó dã nấc bỏng mình lên. Để nó mua chi ông lao vào. Ông lao vào. Ui rồi lại còn ông hỏa quyền ASEAN nữa. Thế là đoạn này mình mất nửa cây máu rồi. Nửa cây máu rồi. Ra giật cái thằng kia. Ra giật cái thằng kia. Lên ông anh em. Lên ông. Ui rồi ôi lại thằng kia nó gỡ cho rồi kìa. Đang định đánh nốt gì để dùng combo mà cái thằng kia nó ra nó ném cái mỏ neo vào mặt mình là mình nấc bỏng lên không sử dụng được combo gì phát đấy. Nó hơi cay. Nhưng mà vẫn phải một thằng ra đi thôi anh em. Bọn mấy bạn này vào tí thấp. Có 3 triệu mấy đến 10 mấy triệu, có 10 mấy triệu đấy. Lên. Lên. Ui, không lên. Chạy được. Chạy được anh em ạ. Nó chạy cao quá rồi. Nhưng mình có kỹ năng nhảy của mình nó không phải là bình thường đâu anh em. Tu du cái gì kìa, tu du 121 à 211. Đây rồi lại ra đấy, phát ra vào phát dính luôn nó mẹ dầm bột anh em. Vào luôn dính luôn chiêu V của con Mochi. Thế là mình đã bị Mochi. Ôi ngoài quá. Vẫn còn đang gọi là chưa tỉnh rượu. Vẫn còn đang chưa tỉnh rượu. Hiện tại thì bên hải quân cũng đã 24 triệu party rồi nha anh em. Và có lẽ là video của mình cũng sẽ dừng ở đây thôi. Anh em vào thì anh em nhớ đăng ký kênh và like và nhấn chuông để nhận thông báo từ những video tiếp theo của mình nhé. Bây giờ xin chào anh em.